Sau vụ thu hoạch lúa, nông dân thường tranh thủ những ngày khô nắng đốt đồng sớm để gieo xạ lại vụ mới. Ưu điểm của việc đốt rơm rạ là giải phóng nhanh mặt bằng đồng ruộng, tiêu diệt một số côn trùng cỏ dại, không tốn kém công chi phí di chuyển rơm rạ. Tuy nhiên, đốt đồng sẽ có tác hại lớn đến đồng ruộng, nhất là phá hủy sự màu mỡ của đất, biến đất trở nên khô và chai cứng. Đốt đồng sau thu hoạch là cách làm phổ biến của nông dân sau mỗi vụ thu hoạch. Bất kể là vụ hè thu, thu đông hay cả đông xuân, khi có nắng, rơm rạ đủ khô là nông dân tranh thủ đốt để đưa nước vào ruộng và cày xới, rút ngắn thời gian cải tạo đất và nhanh chóng xuống giống vụ tiếp theo. Hình thức này phổ biến hơn chục năm nay, nhất là khi sản xuất lúa gia tăng từ 2 lên 3 vụ. Thế nhưng theo ngành chuyên môn, đốt đồng sau thu hoạch có rất nhiều tác hại đến đồng ruộng của nông dân, phá hủy cấu trúc đất, làm đất chai cứng, thiếu dinh dưỡng. Bên cạnh đó là gia tăng phát thải khí nhà kính từ sản xuất, gây ô nhiễm môi trường sống của con người. Đốt rơm rạ hàng năm còn gây ra tai nạn thương tâm khi có không ít trường hợp nông dân đốt đồng bị thiệt mạng do ngạt khói. Khi mà đốt như vậy thì làm cho đất chúng ta cái bề mặt nó bị nóng lên, rồi một số cái vi sinh vật mà có ích trên ruộng á, trên đất á thì nó bị chết đi, như vậy thì làm cho đất chúng ta nó càng ngày nó càng bị thay đổi. Cái cấu trúc đặc tính lý hóa của đất làm cho đất nó cứng, nó chai đi, rồi nó không giữ được nước được. Rồi nó là không giữ được phân, như vậy thì chúng ta nếu mà chúng ta mà cứ đốt là như vậy mà chúng ta không cung cấp phân hữu cơ cho nó, cho đất, thì chắc chắn đất chúng ta sẽ thoái hóa và như vậy thì từ từ là chúng ta sẽ năng suất nó sẽ giảm đi, rồi chất lượng gạo nó cũng phải giảm đi, rồi năng suất nó giảm, rồi chúng ta phải sử dụng phân hóa học rất là nhiều. Như vậy thì nó rất là tốn kém và như vậy thì là hiệu quả canh tác nó sẽ giảm đi. Theo nông dân, hiện nay việc thu gom rơm rạ cũng là vấn đề nan giải bởi thiếu máy cuộn rơm. Và nếu việc xử lý rơm rạ không triệt để, sẽ dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc hữu cơ cho lúa, nên họ chọn cách an toàn là đốt đồng để loại bỏ hoàn toàn rơm rạ. Chỉ một số ít nông dân với diện tích lúa không lớn mới có khả năng xử lý tốt vấn đề rơm rạ, như mang rơm rạ khỏi đồng, cày dùi gốc rạ xuống bùn, xử lý trichoderma để rạ phân hủy nhanh. Cắt lúa thu hoạch xong gọi là hai chậm ra dít, chuyện dít bung ra hết. Rồi máy xới nhà cũng có máy nhà, mình xới qua một vựng, chuyện xới qua một vựng mình nhận xuống, rồi đầu mình dùng phân lân với trộn với ba cái chi cô bạc ma nè, là mình làm gãi xuống cho nó phân hủy, là từ ngày xạ xuống tới 20 ngày sau là không có xài một ký phân nào của hóa học hết. Hàng năm tỉnh Bạc Liêu có diện tích gieo trồng lúa hơn 190.000 hecta với sản lượng thu hoạch trên 1 triệu tấn lúa, đồng thời cũng có hơn 1 triệu tấn rơm rạ cần xử lý. Tuy nhiên, việc dùng máy thu gom rơm rạ để sử dụng làm nấm, làm rẫy trên địa bàn tỉnh lại rất ít, và hơn 80% số lượng rơm rạ là đốt bỏ. Số rơm rạ bị đốt bỏ không chỉ gây hại cho đất, cho môi trường, mà còn là sự lãng phí nguồn tài nguyên của ngành nông nghiệp. Bởi phụ phẩm rơm rạ này có nguồn sinh khối, chất hữu cơ và dinh dưỡng rất lớn. Nếu được tận dụng đúng cách, đây là nguồn phân bón hữu cơ dồi dào và rất rẻ tiền cho chính đồng ruộng của nông dân.